Good morning, class. I'm Mr. Vin. I'm very happy to see you today. Welcome to English Grade 5. Now, let's start. Today, we are going to learn Lesson 2 of Unit 10 about the grammar 1. Let's start. Before we start a lesson today, I want to help you to identify countable and uncountable nouns. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay thì thầy sẽ giúp các bạn nhận biết về danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được có nghĩa là countable nouns. Vậy thì danh từ đếm được là gì? Thì ở đây, danh từ đếm được là những danh từ chỉ số lượng có thể đếm được. Danh từ đếm được có dạng số ít và dạng số nhiều. Danh từ đếm được thường dùng để chỉ vật và chúng ta có thể thêm s hoặc es ở dạng số nhiều. Vậy thì ở đây thầy có một số ví dụ cho các bạn. À, countable nouns, danh từ đếm được, thì thầy có an apple. An apple là một quả táo. Quả táo mình đếm được không các bạn? Đếm được. Vậy thì nhiều quả táo đó là apples. Planet, hành tinh, một hành tinh. Vậy nhiều hành tinh đã. Planets. A book. A book, một quyển sách. Và nhiều quyển sách là books. A passenger, một hành khách. Và nhiều hành khách là passengers. A passport, một quyển, một. Mọi người đây các bạn. Passport, một quyển hộ chiếu. Và passports, nhiều quyển hộ chiếu. Thì danh từ đếm được là những danh từ mà nó ở dạng số ít và dạng số nhiều, chúng ta có thể thêm s vào. Mà nói cách hôm nay vậy cho bạn dễ hiểu, đó là countable nouns. Vậy còn uncountable noun nghĩa là gì? Uncountable noun, đây, uncountable nouns là những danh từ không đếm được. Các bạn nhớ nha, uncountable nouns là những danh từ không đếm được. Vậy thì thầy xin định nghĩa các bạn về danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được, uncountable nouns, là những danh từ chỉ đối tượng không đếm được. Vì thế danh từ không đếm được chỉ có một dạng số ít và không có dạng số nhiều. Nói cách khác là chúng ta không có thêm s vào trong danh từ không đếm được. À, rất là đơn giản các bạn ha. Vậy thì ở đây thầy sẽ có một số ví dụ các bạn dễ hiểu hơn. Chúng ta sẽ có là money. Money là một danh từ chung chung, nó thuộc dạng là danh từ không đếm được. Luggage. Luggage cũng là một dạng danh từ chung, chúng ta không đếm được. Time, thời gian, chúng ta không đếm được. The future, tương lai, chúng ta cũng không đếm được. The water, ở dạng chất lỏng, chúng ta cũng không đếm được. Thì đây là một số ví dụ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái countable và uncountable nouns. Vậy thì sau khi chúng ta đã biết countable và uncountable nouns rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nhé. À, thầy sẽ giới thiệu các bạn how to use, how much, cách sử dụng, how much, từ đặt câu, how much là có bao nhiêu, và chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đây, các bạn nhìn nha. How much sẽ sử dụng với uncountable nouns, có nghĩa là có bao nhiêu. How much chúng ta sẽ sử dụng với những danh từ không đếm được. Vậy thì những danh từ không đếm được chúng ta sẽ dùng là how much. Và ở đây thầy sẽ có một số ví dụ cho các bạn. Nhớ nha, how much dùng với uncountable nouns là danh từ không đếm được. Vậy thì số 1 thì có ví dụ đầu tiên là how much time do we have? À, chúng ta có bao nhiêu thời gian? À, thì vì time là danh từ không đếm được nên chúng ta phải dùng là how much. Câu số 2, how much money do you have? À, bạn có bao nhiêu tiền? À, how much money do you have? Đây là câu ví dụ của các bạn ha. Rồi, tiếp theo, how much luggage do you bring today? Hôm nay bạn mang theo bao nhiêu hành lý? Thì ở đây ba cái chữ màu vàng, màu xanh này đó là ba danh từ không đếm được, và chúng ta sẽ dùng nó với là how much. Nhắc lại, how much là có bao nhiêu, và chúng ta sử dụng how much với danh từ không đếm được, uncountable nouns nha các bạn nha. Rồi, vậy thì tiếp theo, next.
ตรง tiếp theo chúng ta là how to use how many, cách sử dụng how many. How many cũng là có bao nhiêu, nhưng chúng ta sẽ sử dụng như nào đây? How many có bao nhiêu, nhưng chúng ta sẽ sử dụng nó với từ countable nouns. How many có bao nhiêu, nhưng how many khác với how much, chúng ta sử dụng với danh từ đếm được. Danh từ đếm được là những danh từ chúng ta có thể thêm s ở đằng sau một cách khá là đơn giản cho các bạn ha. Rồi ở đây thầy sẽ có ba ví dụ. How many students are there in your class? Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn? Thì các bạn thấy ở đây nè, how many và cái chữ students là danh từ đếm được, mình có thể thêm s ở đằng sau. Các bạn thấy không? Thì chúng ta sử dụng với là how many. Rất đơn giản. Câu số 2. How many magazines do you have? Bạn có bao nhiêu quyển tạp chí? Tạp chí là danh từ đếm được nên chúng ta cũng sử dụng là how many. Và câu ví dụ thứ 3 của thầy. How many books are there in your backpack? À, trong cặp của bạn có bao nhiêu quyển sách? Books là danh từ đếm được, chúng ta cũng dùng là how many. Vậy thì how many dùng cho danh từ đếm được, hỏi là có bao nhiêu. Và how much dùng cho danh từ không đếm được, cũng là có bao nhiêu. Rất đơn giản. Rồi bây giờ các bạn hãy vào bài học ngày hôm nay. Đây là bài học chúng ta ngày hôm nay. Let's learn. Các bạn, trước khi chúng ta vào bài học thì thầy sẽ mời các bạn listen. Listening 88. Listen and repeat. How much money do you have? I don't have much money. We have lots of money. How many magazines do you have? I don't have many magazines. I have lots of magazines. Ok, vậy thì đây là cái bài mà nãy thầy đã giảng cho các bạn rồi ha. Các bạn nhìn vô mình sẽ áp dụng trong cụ thể cho cái bài học Let's Learn của chúng ta. How much money do you have? Bạn có bao nhiêu tiền? Vậy là I don't have much money. À, much dùng cho danh từ không đếm được. Và chúng ta sẽ dùng là I don't have much money. Chúng ta không dùng là I don't have many money. I have lots of money. À, tiếp tục. How many magazines do you have? Bạn có bao nhiêu quyển tạp chí? Các bạn thấy không? Ở đây là magazine giống với ví dụ này hồi nãy là có bao nhiêu quyển tạp chí. Bạn có bao nhiêu quyển tạp chí? I don't have many magazines. Tôi không có nhiều quyển tạp chí. Và I have lots of magazines. Vậy thì hai phần này thì các bạn đã hiểu cách sử dụng how much và how many rồi. Và ở đây có một trường hợp đặc biệt, các bạn nhìn nè. Use many with countables. Có nghĩa là dùng many với danh từ đếm được. Và much with uncountables. Dùng much với danh từ không đếm được. Đây, danh từ không đếm được. I don't have much money. Danh từ đếm được. I don't have many magazines. Và có một điều đặc biệt là các bạn có thể dùng lots of. Lots of là nhiều. Và cái chữ lots of này chúng ta có thể sử dụng cả hai với danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Rồi, thầy xin nhắc lại một lần nữa để cho các bạn nắm rõ ha. How much dùng để đặt câu với danh từ không đếm được. How many dùng để đặt câu với danh từ đếm được. Và chúng ta có thể dùng lots of cho cả hai trường hợp là không đếm được và đếm được. Lots of là một trường hợp đặc biệt. Các bạn có thể dùng lots of cho danh từ không đếm được và danh từ đếm được. Rồi, để các bạn hiểu rõ thêm thì chúng ta sẽ xuống cái phần bài tập số 2. Chúng ta sẽ làm phần write how many hoặc là how much. Để làm được cái phần how many hoặc how much này thì các bạn phải xác định cho thầy cái danh từ của nó thuộc dạng là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được. Danh từ đếm được là danh từ chúng ta có thể thêm s ở đằng sau, danh từ không đếm được là danh từ chung không có thêm s ở đằng sau. Vậy thì ở đây thầy sẽ làm cho các bạn ví dụ câu số 51 attendant. À, cái người trợ lý hàng không thì phải hỏi là how luggage do you have? Luggage ở đây là hành lý, và hành lý thì không đếm được thì các bạn sẽ chọn cái gì để các bạn? Chúng ta sẽ chọn là how
much? How much luggage do you have? We have 3 bags and suitcases. Chúng tôi có những cái cặp và những cái hành lý này, những cái vali này. Vậy thì các bạn sẽ làm cho thầy 2 câu nữa là câu số 2 và câu số 3. Các bạn nhớ các bạn xác định danh từ của nó là nó thuộc danh từ là countable hay là uncountable. Nha. Rồi. Phần tiếp theo. Phần tiếp theo thì các bạn sẽ chỉ point, chỉ vào phần và các bạn say, các bạn nói. Các bạn có thể dùng là lots of, much, many hoặc là any. Vậy thì ở đây câu này thầy sẽ làm cho các bạn ví dụ cho. Đây câu 1 người ta đánh dấu cross. Cross nó đồng nghĩa với dạng negative. Negative là phủ định, là nó không. Tick là affirmative là nó có ha. Là chỉ có và không. Thì ở đây thầy sẽ làm cho bạn ví dụ số 1. Cái người này người ta sẽ nói rằng bạn này có nhiều hành lý không? Không, không có nhiều hành lý đúng không? Bạn này chỉ có một cái hành lý thôi. Vậy thì thầy sẽ sử dụng câu như thế này. Các bạn nhìn nha, đây là câu ví dụ của thầy. À, she doesn't have much luggage. Cô ấy không có nhiều hành lý. She doesn't have much luggage. Thầy đã dùng chữ much trong câu này và thầy cũng đã dùng dạng là negative, dạng phủ định. Rồi, chúng ta còn những câu còn lại thì các bạn thực hành cho thầy sử dụng lots of, dùng cho cả hai trường hợp. Đó là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Much dùng cho danh từ không đếm được. Many dùng cho danh từ đếm được. Và any dùng cho câu phủ định. Rồi, thì ở cuối bài thì các bạn nhớ let's practice. Hãy luyện tập nào. How many pencils do you have? Bạn có bao nhiêu cây bút? Rồi, thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you very much. See you tomorrow. Goodbye class.